Xin chào tất cả các bạn, trước mắt các bạn là chiếc điện thoại Nokia C506. Máy được thiết kế màu trắng. Phần phía dưới thì được thiết kế là màu đỏ bordeaux. Máy sử dụng màn hình TFT 3.2 inch, độ phân giải 360 x 640 pixel. Sử dụng hệ điều hành Symbian OS version 9.4. Trang bị một CPU xử lý 600 MHz, RAM 128 MB, bộ nhớ ROM là 256, bộ nhớ trong 40 MB. Ở đây có 3 phím cứng, đây là phím giữa là phím menu. Màn hình chính có những icon đến các ứng dụng mà các bạn thường hay sử dụng như là viết tin nhắn, truy cập internet, OV Store, máy ảnh. Về cạnh bên, đây là phím tăng giảm âm lượng, đây là phím tắt mở màn hình. Mặt sau của máy, máy được trang bị một camera 2 megapixel. Đây là lo ngoài. Phía trên là jack cắm audio 3.5. Cộng micro USB. Là tham khảo một số tính năng cơ bản của máy. Phần nghe nhạc. Như các bạn thấy thì âm thanh nghe cũng rất là tuyệt. Máy sử dụng cảm ứng điện trở. Một số ứng dụng có sẵn trong máy. Mạng xã hội. Ở đây tôi thấy có tích hợp Facebook, Twitter, YouTube. Vâng, đó là một số tính năng cơ bản của Nokia C506. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.